Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Huệ Như nữ hoàng đánh BOT bẩn kêu cứu SOS. Ngày 5 tháng 6, thời báo .d đã đăng tải nội dung trên với nguồn tin từ cô Huệ Như. Cụ thể cô cho biết như sau: Để công khai cho phía an ninh khỏi phải truy tìm liên tục tới những người vô tội quen biết tôi, tôi khẳng định rõ ràng, sau lần bắt cóc tôi ở Hà Nội về vào ngày 13 tháng 5, do không đủ bằng chứng buộc tội, các anh thả tôi về, cấm tôi lên tiếng. Do tôi không chịu im lặng, các anh đã có ý định bắt tôi một lần nữa. Và đây là hình nữ hoàng đánh beauty bẩn, Huệ Như. Trong ngày 31 tháng 5, khi tôi đang ăn trưa ở nhà bạn tôi trên xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, thì một xe ô tô con màu trắng và hai người đi xe máy phục sẵn gần nhà bạn tôi. Mọi người trong làng đã phát hiện điều bất thường, nên tôi quyết định nhảy cửa sổ tầng 2, vượt đường phía sau thoát hiểm để ô tô và đồ dùng cá nhân ở lại, chày xước hết chân tay do thấy về nhà tôi ở địa bàn Thái Bình không an toàn, nên tôi đã sang chơi nhà một người em bên Nam Định. Không hiểu sao, phía an ninh đã tìm được nơi tôi ở và bao vây. Lúc đó may mắn trời tự dưng kéo mây tối ôm, rồi mưa rất lớn, sấm sét nổ vang, nên tôi phải mạo hiểm vượt mái nhà, nhảy sang qua mấy nhà hàng xóm trốn thoát. Các video tôi đã có đầy đủ, hiện tôi thấy không an toàn nên tôi không dám liên lạc với ai về chỗ tôi tạm trú. Khi nào an ổn tôi sẽ về. Hôm nay, một trong số những người bị an ninh cho rằng biết tôi đang ở đâu đã bị triệu tập lần hai, lần một là tạm giữ 3 ngày. Là một người bạn có lương tri, nên khi bị ép làm nội gián, bạn ấy đã rất hoảng loạn. Tuyên bố sẽ quyên sinh nếu bị ép đến đường cùng, do bạn ấy cũng không biết nhiều hơn về việc của tôi. Và đây là hình một nữ hoàng đánh BOT bẩn khác, Facebooker Phương Ngô. Hiện nay, tôi đang giữ kỷ lục Việt Nam là người phụ nữ bị bắt cóc nhiều lần nhất tức 3 lần, 2 lần bởi Công an Thái Bình và một lần bởi Công an Sóc Sơn, Hà Nội. Thế là rõ, các anh hãy dừng tay, đừng giết người vô tội. Rất mong cộng đồng mạng lên tiếng giúp tôi. Một nữ hoàng đánh beauty khác là bà Ngô Thị Oanh Phương, còn được biết đến với nickname Phương Ngô, cũng thường xuyên bị Công an sách nhiễu. Ngày 1 tháng 3, báo người Việt Loan, Đụng Vinh Facebook Facebooker Phương Ngô liên tục bị Công an triệu tập. Theo đó, mạng xã hội lan truyền một hình chụp văn bản cho thấy bà Ngô Thị Oanh Phương bị Bộ Công an triệu tập lần thứ ba do đơn tố cáo của tập đoàn Vingroup. Báo Người Việt cho biết giấy triệu tập do Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh ký yêu cầu bà Phương phải đến văn phòng phía nam của Bộ Công an tại quận Nhất, Sài Gòn vào ngày 4 tháng 3 để trả lời một số nội dung liên quan đến mối quan hệ với ông Trần Mai Sơn, theo đơn tố cáo của tập đoàn Vingroup. Và đây là hình ông Trần Mai Sơn, người đưa ra những đánh giá chi tiết về VinFast và tập đoàn VinGroup và bị công an truy bức đến mức phải đi tị nạn. Báo Người Việt cũng cho biết Trần Mai Sơn, tức Facebooker Sony Trần, 38 tuổi, ở Sài Gòn, hồi trung tuần tháng 12 năm 2023, đã bị Bộ Công an triệu tập và câu lưu hai lần vì loạt bài bình luận về hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Báo Người Việt dẫn trang Facebook cá nhân của luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết, cả hai lần triệu tập trước đây, bà Phương đều không đến Do vậy, nhiều khả năng sau lần triệu tập lần thứ ba bất thành, Bộ Công an sẽ tiến hành thủ tục, truy tìm như một vài trường hợp trước đây, cho dù không có bất kỳ quy định luật pháp nào cho phép cơ quan điều tra làm điều đó. Đề cập đến lý do triệu tập bà Phương, luật sư Mạnh bình luận, tập đoàn Vingroup là một trong số doanh nghiệp có thể sai khiến toàn bộ hệ thống truyền thông cách mạng, gồm hơn 1.000 báo đại, và dĩ nhiên bao gồm Bộ Công an của Bộ trưởng Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Huệ Như, nữ hoàng đánh BOT bẩn, kêu cứu SOS. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phe công an và phe nội chính chọn nhau, Nguyễn Văn Yên bị bắt. Ngày 4 tháng 6, tác giả Mai Hoa Kiếm loan tin trên báo Tiếng Dân rằng, tin nóng, phó ban nội chính Trung ương bị bắt. Tác giả cho hay, chúng tôi vừa nhận được tin, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra ông Nguyễn Văn Yên, phó ban nội chính Trung ương. Được biết, ông Yên bị mời về trụ sở công an điều tra ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 6 và bị câu lưu cho đến nay. Tác giả dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, mọi thủ tục tố tụng đối với ông Nguyễn Văn Yên sẽ sớm được Bộ Công an công bố trong nay mai. Và đây là hình bản tin trên báo Tiến Dân. Theo tác giả, ông Nguyễn Văn Yên sinh năm 1966, quê Mê Linh, Hà Nội. Ông Yên từng công tác trong ngành công an hàm đại tá. Năm 2006, ông Yên là thư ký của Phó Chánh Văn phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Năm 2010, ông làm Phó Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Năm 2013, ông là phó vụ trưởng, phụ trách vụ theo dõi xử lý các vụ án của Ban nội chính Trung ương. Năm 2015, ông là vụ trưởng vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc của Ban nội chính Trung ương. Từ tháng 1 năm 2022 đến nay, ông Nguyễn Văn Yên được bổ nhiệm chức phó Ban nội chính Trung ương. Tác giả nhắc lại vụ ông Nguyễn Văn Yên từng bị dư luận xã hội phát hiện và chỉ trích khi xài đồng hồ đeo tay trị giá 270.000 Mỹ Kim. Và đây là hình ông Nguyễn Văn Yên và chiếc đồng hồ tài tiếng. Vụ việc này xảy ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2023, khi báo thanh niên đăng tấm hình minh họa cho bản tin Phó trưởng Ban nội chính Trung ương không có chuyện bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn rồi giấu. Trong đó, ông Yên xuất hiện và phát biểu trong một cuộc họp báo. Trong tấm hình này, ông Yên đeo chiếc đồng hồ nói trên và bị cộng đồng mạng phát hiện. Ngày 14 tháng 5 năm 2023, Facebook của đảng Việt Tân có loan phát hiện Phó ban nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên đeo đồng hồ Patek Philippe trị giá 250.000 đô la bằng 32 năm lương. Đương nhiên ông ta là đảng viên gương mẫu, người cộng sản trung kiên của đảng cộng sản. Báo Người Việt ngày 11 tháng 5 năm 2023 cho biết thêm, một bản tin đăng trên báo Kinh tế Đô thị hồi tháng 11 năm 2022 cho thấy ông Yên từng đeo chiếc đồng hồ nêu trên tại một cuộc họp vào thời điểm đó. Ngoài ra, trong những lần xuất hiện khác, ông Yên được cho là đeo những chiếc đồng hồ không dưới 100.000 đô la. Điều đáng nói là, sau đó tấm hình nói trên đã được thay bằng hình cắt mất phần tay đeo đồng hồ. Và đây là hình bà Lê Y Linh. Tác giả Mai Qua Kiếm cho biết thêm, còn có tin đồn, ông Nguyễn Văn Yên cặp bồ với bà Lê Y Linh sống trong một biệt thự 400 mét vuông có giá 50 tỷ đồng ở khu biệt thự liền kề khu Ka Tây Hồ, nhưng nơi gặp gỡ hẹn hò của cặp đôi Yên, Linh thì ở chỗ khác. Căn hộ cao cấp giá 8 tỷ đồng tại chung cư Yudit Westlake, đường Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Vẫn theo tác giả, trong một diễn biến khác vào ngày 24 tháng 5, cơ quan điều tra C03 đã khởi tố bị can, tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 9 người để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3, điều 219, Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó có bà Lê Y Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Việt Tính. Bà Linh bị cáo buộc liên quan trong vụ án các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B, Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả nhận xét, như vậy liền anh liền chị sẽ có cơ hội gặp nhau trong trại giam. Tác giả cho rằng vụ ông Nguyễn Văn Yên bị bắt giấy lên đồng đoán rằng hai phe to đang đánh nhau để tranh quyền lực, phe Tô Lâm, Bộ Công an và phe Phan Đình Trạc, Ban Nội chính Trung ương. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phe Công an và phe Nội chính chọn nhau, Nguyễn Văn Yên bị bắt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.